Trong ngày 18 tháng 12, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ. Mỗi khung giờ sẽ đấu giá 700 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Một khung giờ đấu giá sẽ kéo dài 30 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Đặc biệt trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa từ quý siêu đẹp như 38A 56789, 88A 66668, 14A 86668, 72A 77979. Trong đó biển số siêu sảnh tiến 38A 56789 là một trong những biển số được nhiều người chơi biển số của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh săn đón và được ước tính có mức giá lên tới cả tỷ đồng. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại để đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Theo quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày